Sự thật lạ lùng, bọn anh chưa bao giờ biết. Phần 258. Vào năm 1956, một cô bé 15 tuổi người Anh đã tìm thấy mẫu hóa thạch này trong khu rừng gần nhà. Cô bé đem chuyện này nói với giáo viên địa lý của mình, nhưng ông ấy nói rằng điều này là không thể xảy ra vì hòn đá này có niên đại còn trước cả kỷ Cambri, mà kỷ Cambri được xác định là khoảng thời gian sớm nhất xuất hiện dấu vết về sự tồn tại của động vật. Tưởng như chuyện này đã rơi vào quên lãng, nhưng một năm sau đó, một cậu bé đã tìm thấy một mẫu hóa thạch tương tự, và điều này cuối cùng đã làm cho các nhà khảo cổ học chú ý. Kết quả là mẫu hóa thạch đó đã trở thành một trong những mẫu hóa thạch kỳ ảo và quái lạ nhất từng được tìm thấy. Nó được đặt tên là Chania. Chania được xác định có niên đại trước cả kỷ Cambri, biến nó trở thành một trong những mẫu hóa thạch cổ xưa nhất từng được biết tới. Chania là một loài động vật sống cách đây khoảng 550 triệu năm. Mặc dù có ngoại hình giống như một loài cây, nhưng hóa thạch này lại là của một loài động vật sống dưới đáy đại dương, và nó hoàn toàn có thể di chuyển trong suốt một khoảng thời gian dài, thì người ta đã nghĩ rằng đây là một dạng sống hoàn toàn mới. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây về quá trình phát triển của Chania cho thấy rằng đây là một trong những loài động vật có mặt sớm nhất trên hành tinh của chúng ta.